xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được số 1 của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em và các anh chuyển khoản thì em sẽ down ship. Còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Em sẽ phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con kéo cắt tôn ha các anh. Đây là một con kéo cắt tôn của Wish, hàng của Mỹ giúp em ha. Đây các anh có thể thấy nè, hàng của Mỹ USA đó. Mã này với tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm nha các anh. Con này nó sẽ dài tổng là 25 cm. Như các anh thấy các kiểu về phần ngoại hình là vẫn còn ok, tay cầm rồi là còn ngon nha các anh, không có bị rách rưới ha. Ở ngay cái phần lưỡi cắt của nó thì các anh thấy lưỡi cắt con này vẫn còn tốt này, không có bị gọi là không có bị mẻ miết gì đâu các anh, rồi còn rất là ok để mình có thể làm việc và sử dụng. Đặc biệt là con này nó thuộc cái dạng là kéo cắt cộng lực á, nó có lò xo trợ lực nên khi các anh cắt nó sẽ đạt được cái độ êm, nó mượt, mình cắt nó gọi là đỡ tốn lực hơn ha. Mã 1 con này giá là 300.000 nha các anh, kéo cắt tôn của Mỹ mã 1 300.000 giúp em. Và mã số 2 là một con kìm bóp cốt của nhà Esco. Đây là một thương hiệu đến từ Nhật giúp em, hàng nội địa ha. Thì ngoại hình con này như các anh thấy là nó vẫn còn rất là mới và đẹp. Dòng này là full tem mạc cho các anh luôn này, để cho các anh thấy độ mới của nó, full các cái mã cốt luôn ha. Tay cầm không có gọi là đẹp, không có bị rách rưới gì hết nha các anh. Tổng chiều dài của mã này nó sẽ là 27,5 cm, với các cái thông số là 125, 2, 5.5 và 8 nha các anh. Đây các cái phần thông số đầu là còn rất là ok. Mã này mã số 2 giúp em nha các anh. Con này mã số 2, giá của nó là 320.000 nha các anh. Mã số 2 320.000 ạ. Và mã số 3 là một con cờ lê. Dòng này thì cũng giống như một con khóa, một cái con cờ lê đa năng ha. Nó đến từ nhà Western Spirit. Con này thì nó sẽ gồm có hai đầu, nó xài hệ mét và cả hệ in được luôn ha. Các số chẵn lẻ được luôn. Thông số con này, đầu này sẽ là 14 cho tới 22, tương đương là 9/16 cho tới 7/8. Các anh coi bên phía bên trong răng lợi của nó nè. Đây các anh thấy không? Răng lợi của nó còn rất là đẹp. Các cái đầu cờ lê là còn cực kỳ là ok để khi mà các anh làm việc ha. Đầu bên đây của nó thì sẽ là từ 8 cho tới 13, tương đương là 5/16 cho tới 1/2. Bên trong sẽ có răng để khi mà các anh mở ngay cả những cái con bu lông mà nó bị tòe đó thì mình cũng đều có thể mở được ha. Con này chất thép dày dặn nha. Tổng chiều dài của nó là 25 cm. Mã số 3 giúp em. Con này giá của nó là 250.000 nha các anh. Mã 3 250.000 ạ. Và mã số 4 là một con tay lắc. Không phải con tay lắc mà nó là dạng cái đầu gật gù, con tay đầu gật gù của nhà Elora ha. Con này là đến từ Đức giúp em, hàng của Đức Germany. Đó. Thì đối với dòng này thì bên ngoài nó sẽ được phủ một lớp chrome, và đặc biệt cái lớp phủ chrome của cái con này cực kỳ chắc chắn ha. Nó giúp cái con này nó hạn chế bị rỉ sét ha, bị oxy hóa. Đồng thời là các cái đầu này sẽ là đầu 1/2, giúp các anh có thể vặn nặng được nè. Đó, gạch gù 180 độ để mình có thể dễ dàng làm việc trong các cái ngóc ngách được ha. Tổng chiều dài của mã này là 27,5 và các anh coi các cái con ốc của nó là còn đẹp hết này ha. Mã 4 giá của nó là 430.000 nha các anh. Con này mã số 4 430.000 ạ. Và mã số 5 giúp em ha. Mã số 5 là một con kìm tút dây. Thì như các anh biết là dòng này thuộc cái dòng chuyên nghiệp rồi. Dòng này anh nào mình xài rồi, các anh biết là những cái con này xài cực kỳ đã luôn ha. Lò xo đẹp nha các anh, lò xo đẹp ha. Ngay cái phần tay cầm của nó các anh thấy là ở đây cái phần này một cái dòng tay cầm dạng thép vào đây ha các anh. Đây các anh thấy này, nó tạo cho cái con này một cái độ chắc chắn. Đây hàng của Nhật giúp em nha, made in Japan. Anh nào xài dòng này rồi biết, các anh biết là cái dòng này nó tút được rất là nhiều cái kích cỡ, gọi là ví dụ ở đây nè,
thì nó sẽ tốt được tầm khoảng là 2 ly, gọi là phi 2 đi, 2 cái gan. Thì ở đây thì nó có thể tốt được ở 3 cái dây cùng một lúc ở các cái dây đơn này. Còn cái dây này thì nó sẽ tốt dạng cái dây mà dây 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 dẹp lớn đó các anh. Đó thì nó có một cái sợi dây đa, thì các anh sẽ tút từ cái dây đó rồi nó sẽ tách ra các cái lõi đơn để mình bỏ vào mình tút. Thì khi mà làm như vậy thì các anh không có cần phải thay đổi nhiều cái công cụ tút ha. Đó mình sử dụng một cái con này thôi là mình cũng có thể làm được rồi nha. Đó, đây nó có các cái phần cử đồ đây này, các anh thấy không? À, con này mã số 5 giúp em, hai cái gan mã 5, giá của nó là 430.000 giúp em ạ, mã 5 430.000. Và mã số 6 là một con vít tự động ha các anh. Dòng này là vít tự động hàng của nhà Crow, hàng của Nhật giúp em luôn nha, made in Japan. Đó, con này thì cái phần tay cầm của nó cầm gọi là nó một cái tay cầm dạng chuẩn á, để các anh làm việc ở thậm chí là vô sâu vào trong ngóc ngách thì mình đều có thể làm được ha. Mã này tổng chiều dài của nó sẽ là 22,5, gần 23 cm đó các bạn. Con này thì nó thuộc cái dạng vít tự động có nhấn xoay ha, có khi mà các anh làm thì nó trợ lực thêm để các anh có thể vặn mở ốc các kiểu đều là ok hết nha các bạn. Con này nó xài mũi vít lục giác 6 ly 3 ha, mũi này thì thông dụng rồi các bạn. Đó, con này mã số 6 giúp em, giá của nó là 250.000 nha các bạn, mã 6 250.000 ạ. Và mã số 7 là một con cần lực ha các anh. Dòng này là một con cần lực của Snap-on, và cần lực này đầu của nó sẽ là đầu 3/8, một cái đầu rất là thông dụng dễ xài nha các anh. Thì như các anh quan sát là về phần ngoại hình con này là còn đẹp ha các anh, con này là vẫn còn mới đẹp, hoạt động tốt nha, rất là chuẩn chỉnh luôn, đến từ nhà Snap-on. Thì đây các anh có thể thấy là con này thì nó thuộc cái dòng hệ cao cấp rồi ha, có khóa lực các kiểu là ok hết này, hàng đẹp giúp em nha. Đó, mở khóa lực là ok. Con này thì ở đây thì nó sẽ có quy đổi ở đây từ inbound ra Newton mét ở đây cho các anh này, và ở dưới cái lực của nó để các anh vặn thì nó sẽ là hệ inbound ha. Tuy nhiên ở trên đây các anh nhìn cũng có thể mình có thể quy đổi được nha các anh. Đó, đây. Đó, hoạt động tốt nha. Đầu của nó là đầu 3/8 nha các anh, đầu dễ xài nha, đầu 3/8. Tay cầm của nó ở đây thì gọi là nó sẽ được làm chống trượt, nên khi các anh làm vặn mở các kiểu đều rất là ok. Con này tổng chiều dài của nó là 25 cm, mẻ này các anh có thể là mình hoạt động làm việc tốt ha, anh nào thích các dòng snap cũng có thể sưu tầm cái con này luôn. Đây, con này đẹp nha, mã số 7 giúp em ạ. À, con này mã số 7 giúp em. Dạ, mã số 8 là một con búa của Bakuma ha các anh. Đây là một con búa của nhà Bakuma giúp em ha. Dòng này thì là dạng thuộc cái dòng búa lớn đó các anh. Đây. Con này thuộc cái dạng dòng búa lớn giúp em ha. Đây hàng made in Japan, đây anh có thể thấy ha. Đó. Đầu con này thì thuộc cái dạng là đầu búa chống trượt, nên khi các anh đóng thì nó không có bị gọi là nó hạn chế bị trượt ra ngoài gây mất an toàn ha. Con này là dạng búa chống trượt này. Đây là cái phía đầu nhổ đinh. Đó. Các kiểu rất là ok. Thân con này là dạng thân thép dày, dày lớn ngon ha. Hàng của Bakuma, tổng chiều dài của nó sẽ là 36 cm nha các bạn. Con này dài tổng 36 cm, mã số 8 giúp em, giá là 280.000 nha các bạn. Mã số 8 280.000. Dạ, mã số 9 là một con dao đề 3 ha các anh. Dòng này là một con dao đề 3 size lớn. Đối với các cái dòng dao đề 3 này các anh có thể dùng để chặt cắt cá 3 khúc nè. Con này thì các anh dùng cho những cái con dạng con cá lớn đều được ha. Đó, mình cắt thái cái kiểu đây con dao đề 3 ha. Đó. Dòng này thì phun mật phun chữ hàng thủ công, đặc biệt là phần khâu của nó, đây là dạng khâu sừng nha các anh. Các anh thấy là khâu sừng với những cái gò của nó rất là đẹp nha các anh. Đó, đây khâu sừng của nó đây rất là ok ha, ngay cả phần tay cầm cũng vậy nha các anh. Đó, tay cầm con này thì khi anh cầm nó khá là chắc chắn nha, nó không có bị gọi là trơn như những cái con dòng khác đâu. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 37 cm, với cái phần lưỡi dao lên tới là
21 cent nha các anh. Con này lượng lên tới tận 21 lận ha. Đó, anh nào mình làm bếp, nhà hàng các kiểu đều được luôn. Phần lưỡi của con này rộng khoảng tầm 5.6 cm và nó dày tầm, con này dày tầm 10 ly luôn đó các bạn ha. Con này mã số 9 giúp em ạ, giao đề ba size lớn mã 9. Và mã số 10 là một con kìm cách điện ha. Con kìm này gọi là con kìm cách điện luôn này, hàng của nhà Fox Germany, con này hàng của Đức giúp em ha. Đây các anh thấy là ngoại hình đồ còn rất là đẹp luôn ha, cái phần này chắc chắn vô cùng. Con này thì như các anh thấy là cái phần tay cầm của nó là không hở, không rách bất cứ một cái gì hết, hàng đẹp chuẩn giúp em nha. Ngay cái phần đây, trên đây nó vẫn có những cái logo của hãng này. Đây các anh thấy bên trong răng lợi của con này. Đây các anh thấy răng lợi con này là vẫn còn ok nha. Đó, răng lợi ok để các anh có thể làm việc và sử dụng. Đây là phần lưỡi cắt của nó nha các anh. Đó, lưỡi cắt con này là còn ngon luôn nha. Đó, đây lưỡi cắt con này là còn ngon giúp em. Size của nó tầm khoảng là, con này tầm khoảng là 18,5 cm ha. Con này 18,5 cm, mã số 10 giúp em ạ. Mã số 10, con này giá của nó là 400.000 giúp em nha các bạn. Mã 10 400.000. Và mã số 11 là một con kéo cắt ống của nhà Mary. Thì anh nào mình đã xài các cái dòng kéo cắt ống rồi thì các anh biết là cái dòng kéo Mary này là một trong các cái dòng kéo mà nó cắt rất là chuẩn nha các bạn. Nó có cái lực cắt rất là chuẩn luôn. Con này thì cắt tối đa của nó sẽ là phi 42 giúp em ha. Về phần ngoại hình thì con này như các anh thấy là ngoại hình con này vẫn còn đẹp nha các bạn. Và đặc biệt là cái phần lưỡi cắt của con này còn rất là tốt này, không có bị sứt mẻ gì hết nha các bạn. Đó, lưỡi cắt còn rất là chuẩn để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Đó. Dạ rồi, con này mã số 11 giúp em ha. Giá của nó là 350.000 nha các bạn. Mã số 11 350.000 ạ. Và mã số 12, con này là một cái tung ba lăng ha. Con này thì dây của nó sẽ độ dài là 1,5 m. Đây của nó thì tầm 0,5 cho tới 1,2 kg ha. Đó, cái tung ba lăng là cái dây của nó, bên trong thì nó sẽ là dạng như thế này nha các bạn. Đây nó sẽ là dạng như thế này ha. Đó, con này thì hàng của Nhật giúp em ha. Đó, đây đẹp, cái đầu treo của nó sẽ là ở trên đây nha. Đó, mã số 12 giúp em con tôm ba lăng này, giá của nó là 250.000 ạ. Mã 12 250.000. Và mã số 13 là một con level, một con thuốc thủy. Con này thì là hàng của Israel ha. Con này được sản xuất tại Israel, made in Israel này. Thông số của nó là dài 30 cm, tương đương là 300 mm ha. Con này thuốc thủy nhôm nha các anh. Hai bên đây thì nó sẽ, thứ nhất là khi mà gọi nó giống như kiểu là để canh có thể móc treo được, cái thứ hai nó cũng chống va đập cho cái con này luôn. Con này thì thuốc thủy nhôm không có nam châm, với ba thủy ở ba góc độ 90 45 0 độ ha. Đó, đây các bạn có thể thấy các thủy của nó đều đẹp, không có bị nứt, không có bị mẻ ha. Mã số 13 giúp em nha các anh. Mã 13, con này giá của nó là 200.000 nha các anh. 13 200.000. Và mã số 14 ha. Mã số 14, con này là một cái bộ khuyết ha. Bộ này khuyết của nhà Kongzawa đó các bạn. Đó, con này thì thông số của nó hai bên ở đây là lên tới 200, là khoảng tầm đây. Đây các anh thấy này. Đây là cái phần thông số của nó đây ha. Đó. Đây các anh thấy không? Con này thì các anh có thể dùng để mình khuyết gỗ, khuyết nhựa, khuyết thạch cao đều được nha. Ở đây là có một cái mũi khoan ở đây cho các anh luôn ha. Mũi khoan này thì có thể thay được nha, mũi khoan có thể thay được. Và đặc biệt là các cái phần mũi khuyết ở đây, các phần lưỡi khuyết ở đây thì còn rất là bén ha, để mình có thể làm việc và sử dụng. Đây các anh thấy các cái phần lưỡi khuyết của nó này, nó đây các anh thấy không, còn bén ngon nha. Và con này thì các anh có thể điều chỉnh được cái phần đường kính của nó. Ở đây, bên đây là bán kính, bên đây bán kính này. À, thì đây là phần đường kính này, mình có thể tự điều chỉnh được. Mã này mã số 14 giúp em ha. Giá của nó là 300.000 nha các anh. 14 300.000. Dạ, mã số 15 là một con kéo tỉa tóc ha.
Đây là một cái dòng kéo tỉ tóc hàng của nhà Kai Cut. Con này là hàng của Kai, là một trong những cái dòng kéo rất là chuẩn. Anh nào mình làm nghề hoặc là các anh muốn tự mình cắt tỉa tóc tại nhà thì đều có thể sử dụng con này luôn nha. Phần lưỡi kéo bén và ngon, lưỡi kéo con này bao bén cho các anh này, các cái phần răng lợi cũng rất là chuẩn luôn ha. Hàng của Kai thì không có gì để chê rồi các anh. Tổng chiều dài của mã này là tầm 17 cm, phần lưỡi của nó tầm 6,5 cm ha. Con này mã số 15, giá của nó là 180.000 nha các anh. Mã 15 180.000 ạ. Dạ, mã số 16. Mã 16 là một con tay lắc đầu 3/8. Dòng này là của nhà Hero, dài tổng là 20 cm ha. Con này đến từ nhà Hero Tool, hàng của Nhật này các anh. Đó, các cái dòng này thì cái chất thép nó cũng rất là đẹp ha. Cái phần ngoại hình của nó thì được phủ một lớp chrome giúp cho con này nó hạn chế bị rỉ sét. Đầu 3/8 hoạt động tốt nha các anh. Đó, hoạt động rất là tốt ha. Dạ rồi, con này mã số 16 giúp em. Mã 16 giá của nó là 200.000 nha các bạn. 16 200.000 ạ. Dạ, mã số 17 là một con nhíp nha các anh. Đây là một cái dòng nhíp, nó thuộc cái dạng size lớn. Dòng này thì nó sẽ dài tổng khoảng tầm là 23 cm giúp em ha. Con này thì nó sẽ dài tổng là 23 cm. Đây, anh thấy nè, hàng thép không rỉ nha các anh. Đó, của nhà Kay. Bên trong của nó thì sẽ có cái phần răng lợi như thế này, nó có cái phần răng như thế này, và khi mà các anh làm á, thì cái con này các anh có thể sử dụng để mình nhổ nè, rồi mình bóc tách vỏ cây được, mình gọi là gấp sâu gấp bọ được ha các anh. Đó, hoặc là làm thủy sinh đều được luôn. Đối với cái dòng nhíp này nó rất là chắc chắn nha các anh, con này rất là chắc chắn, và các cái bên của nó đều sẽ có những cái chỗ chống trượt như thế này nè, gấp rất là chuẩn ha. Nói chung anh nào mình xài con này rồi căn biết cái độ bền của nó ha. Mã số 17 giúp em. Mã 17, con này giá của nó là 150.000 nha các anh. 17 150.000 ạ. Dạ, mã số 18 là một con mỏ lết ha. Đây là một cái dòng mỏ lết lùn đến từ nhà Super giúp em. Con này thì cái ngàm của nó sẽ mở lên tới là 3 cm, tương đương là 300 mm, tương đương là 30 mm ha. Tổng chiều dài con này khoảng tầm 14 cm, thì như các anh thấy là đối với cái kích thước 14 cm mà nó mở lên tới 3 cm thì tất cả các phần thép hầu như nó sẽ phó cớp ở trong cái phần ngàm này, để khi các anh làm việc ngay cả trong những cái góc ngách ngắn nhỏ thì con này nó đều có thể làm được hết nha các anh. Và ngoại hình con này mới này, các anh nhìn con lăn này, các anh thấy này, nó hoạt động êm mượt trên từng đường trượt nha. Đó, bên trong răng lợi này cũng còn đẹp luôn, răng lợi con này là còn đẹp luôn nha các anh. Đó, dạ rồi, đây ốc yết là còn ngon hết ha. Đó, mã số 18 giúp em nha các anh. Đó, con mỏ lết lùn hàng của Super, mã 18 giá của nó là 200.000 nha các anh. 18 200.000 ạ. Dạ, mã số 19 là một con kéo tỉa. Dòng này là một con kéo tỉa bướm ha. Đó, con chuyên dùng để mình tỉa cành cây các kiểu. Hàng này là hàng của Nhật giúp em, hàng thủ công Nhật phun chữ này, các anh có thể thấy nha. Con này thì lưỡi của nó còn rất là đẹp luôn các anh. Đây, lưỡi con này đẹp ngay cả những cái mũi nhọn này, các anh thấy này. Đây, những cái mũi nhọn khi gấp là cực kỳ là ok luôn ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 17 cm, với phần lưỡi của nó là tầm 5 cm giúp em ha. Lưỡi của nó tầm 5 cm, mã số 19 nha các anh. 19, con này giá của nó là 380.000 giúp em ạ. Mã 19 380.000. Dạ, 20, đây là một cái con dũa dạng khá là hiếm này. Con này nó có thể dũa được những cái dòng dao kéo, và đặc biệt là những cái dòng dao mà thuộc những cái dòng bộ đa năng đó các anh. Bình thường là những cái con khác là nó khó lòng để mà dũa, thì cái con này ha, nó có thể luồn lách, nó dũa được, dù trong cái góc khe được, đặc biệt là những cái con dao nhỏ, dao trong bộ đa năng thì con này nó đều xử lý được nha các anh. Con dũa này, tổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm, với phần lưỡi của nó là 9 cm nha các anh. Đó, con này thì khá là ít có ha. Đó, về mặt dũa này. Đó, con này mã số 20 giúp em ha. Giá của nó là 130.000 nha các anh. Mã số 20 130.000 giúp em ạ.
Dạ, mã số 21 là một con súng xịt hơi của nhà Kinki nha các anh. Dòng này là hàng của Kinki, made in Japan, hàng của Nhật giúp em ha. Thì như các anh thấy là con này ngoại hình còn rất là đẹp này, các cái phần cữ viết là còn ok hết. À, đây là phần chuôi có sẵn cho các anh luôn này, các anh có thể thấy ha. À, con này thì con này nó can có thể điều chỉnh được cái chu trì bấm chu cái chu trình bấm của nó ở đây này đó, can muốn bấm sâu lực hơi ra mạnh nhiều hơn thì can có thể điều tiết cái này nha đó để mình có thể bấm. À, và con này thì khi mà ra hơi ở đây thì nó còn có thể lấy từ cái áp suất bên ngoài, nó tạo cho cái con này nó cái áp nó điều hòa hơn đó, mình ra nó ổn định hơn ha, nó mạnh hơn. Đây con này thì quá ngon rồi nha các anh, hàng của Kinki xịn sò vô cùng giúp em nha các anh. Mã số 21, hoạt động tốt, không có bị rò rỉ, không có bị hư hại gì hết ha. Đó, có các cái móc treo cho các anh luôn. À, con này mã 21 giá của nó là 350.000 nha các anh. 21 350.000 ạ. Dạ 22. À, 22 là một con dao rọc giấy, con dao rọc, con này là Katsuger size L hả các anh. À, con này thì nó là thân nhôm nha các anh, dao rọc thân nhôm. Đây là một trong những cái con rất là xịn sò, khỏe, con này rọc khỏe các anh. Ngoài ra thì mình còn đây hàng của Nhật nha. À, ở đây thì em đã tặng các anh khoảng 2-3 lưỡi sẵn cho các anh rồi. Đây con này các anh có thể dùng rọc giấy, đề can, chít, kiếp, cành ha, các kiểu đều được luôn. Ừ, rất là ok nha. Mã này thì nó sẽ có cái khóa an toàn ở đây cho các anh luôn này, khóa an toàn ở đây. Khi mà mình làm việc thì nó sẽ ok hơn ha. Đó. Ở đây thì cái này là cái nút để các anh mở, để mình thay lưỡi này, push nhấn xuống giúp em và mình mở ra là mình thay lưỡi, là mình đã bấm lên lại là ok ha. À, con này tổng chiều dài của nó thì tầm khoảng là 14.5 cm nha các anh. Mã số 22 giúp em, con này mã 22 giá của nó là 250.000 ạ. 22 250.000. Dạ mã số 23 là một con cưa của nhà Gold Boy ha. À, dòng này là một cái dòng gọi là best seller của nhà Silky rồi các anh, bán cực kỳ chạy ha. À, dòng Gold Boy thì như các anh thấy là đây là cái thương hiệu của nó này, Silky này, Nhật Bản này, ha. À, về phần lưỡi con này là lưỡi size 21 cm, các anh coi răng lợi giúp em ha, răng con này là còn đẹp nha các anh. Đây đó, răng con này là còn rất là ổn áp luôn ha, răng con này là còn bén ngon giúp em nha các anh. Đó, nói chung là lưỡi con này là răng riêng phần lưỡi là còn còn răng lợi là còn đẹp nguyên. Thì size lưỡi của nó khoảng 21 thì nó dài tổng khoảng tầm là 45 cm cho con này nha các anh. Con này nó dài tổng 45 cm. Mã số 23 giá của nó là giá của con này là 300.000 nha các anh, 23 300.000 ạ. Dạ mã số 24 là một con mỏ lết của Top nha các anh. Đây là một con mỏ lết của Top. Con này thì nó dài tổng là 25 cm ha các anh. Con này là size 25 cm, với size ngàm của nó là 3.4 cm, tương đương là 34 mm nha các anh. Đây. Đây anh có thể coi này. Ngàm miệng là đều còn cực kỳ là ok để các anh có thể làm việc và sử dụng ha, hoạt động tốt nha các anh. Chất thép của cái dòng này nó là cái chất thép đen. Đối với cái size dòng của con top này, hoạt động gọi là khi mà các anh làm á, cái ngàm của nó mở rộng và các cái phần chất thép của nó khi mà mình làm nó có cái độ đầm rất là tốt ha các anh. Đó, đây hàng của Nhật giúp em nha. Đó thì anh em mình xài các cái dòng gọi là dòng HM này của nó, thì đối với cái dòng thép đen này thì không có gì để chê rồi. Đây các anh thấy này, những cái phần ốc này, bánh răng các kiểu ha, rất là ok. Con này mã 24 giá của nó là 400.000 nha các anh, 24 400.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.